Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2018. Chúng ta học tiếp về phần nghiệp. Trước khi mà chúng ta đi tiếp theo cái phần của cái bài kinh Đại Nghiệp thì sư cô nói thêm một chút xíu cái này nữa. Thì như chúng ta đó là đã tóm tắt cái bản này mà lần nào sư cô cũng ghi lại hết là để làm chi? Để mình chốt lại cái vấn đề nghiệp là một cái vấn đề rất là phức tạp, mà Đức Phật cũng nói là bất khả tư nghì, tức là không thể là mình đoán là đúng, không phải mình dự tính những cái chi tiết để mà mình có thể đưa đến kết luận là đúng. Bởi tại sao vậy? Bởi vì tất cả nó phải được coi như nhìn thấy, phải tận mắt mình nhìn thấy và mình biết rõ chính xác như vậy. Nhưng mà khi mình nhìn thấy, mình biết rõ chính xác như vậy cũng vẫn chưa phải được. Tại sao vậy? Là vì cái chân lý này đó, nó không những nó phổ quát rộng lớn mà nó còn chi ly rất là sâu xa. Cho nên có khi cái phước của mình á, mình thấy biết được, nhưng mình thấy biết được nó chưa có tổng quát hết, nó chưa có chi ly hết nhiều cái khía cạnh. Cũng như trong cái bài kinh mà bài kinh thuộc về đại nghiệp phân biệt đó, thì chúng ta thấy như những cái vị mà đã đắc ngũ thiền, đã đắc thần thông rồi và đã được tái sanh lên cõi trời, và tại nơi cõi trời này, những cái điều mà các cái vị chư thiên này, chư thiên đắc định này đó, có thần thông này đó, thấy rõ, biết rõ, nhưng cũng vẫn chỉ là một cái chi tiết trong một cái tổng thể. Cho nên là đối với nghiệp á, thì chúng ta không thể phán một cái câu vắn tắt là xong. Cái vắn tắt là chúng ta nắm cái cốt lõi của nó. Nhưng mà khi đi vào trong cái cá biệt của mỗi một trường hợp, của mỗi một cái chúng sinh, của mỗi một cái cảnh giới đó, thì nó mở ra những cái vấn đề cực kỳ sâu xa của nó. Và cái sự mở ra cực kỳ sâu xa này đó, nó lại nằm trong cái hoạt động tâm thức của mình. Bởi vì tâm của mình á, nó vẽ vời đến đâu, mình đi theo đến đó, thấy không? Cho nên kinh Pháp Cú có nói nè: lao mình trong cuộc hành trình xa xôi diệu vợ, đó đây đơn độc ẩn mình trong hang sâu. Là cái tâm của mình á, nó đi cùng khắp không biết ở đâu. Và đặc biệt là nó đi cùng khắp trong thế gian này, nó đi trong 31 cõi. Từ nơi những cái cõi đau khổ tối tâm nhất, là nó phát xuất từ những cái phần tâm quế nhiễm của nó đây, tức là 8 tâm tham, 2 tâm thân, 2 tâm si và 14 pháp bất thiện đây. Nó biến chế vô vàng, và người ta khổ trong 4 cảnh khổ vô vàng, và cái thời gian không tính toán được trong cái nỗi khổ triền miên mà nó kéo dài trong cái tâm thức quế nhiễm của mình. Bởi vì mình đã không sáng suốt để nhận ra, bởi vì mình chỉ thấy cái ngã của mình nó quá đau đớn. Sinh ra con chó cũng là tôi đây mà, cái thân chó của tôi đây mà. Sinh ra thân người cũng là cái thân người của tôi đây nè. Thân đây là một con cá, một con tôm, một con tép, một con gián, một con chuột cũng thân tôi đây mà. Không thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó. Khi mình thoát ra khỏi được cái suy nghĩ đó, mình mới nói tại sao mang hình hài của kiếp chó, tại sao mang hình hài của con người, tại sao mang cái hình hài của gián chuột. Cũng như khi chúng ta hành thiền, mà cái thiền Vipassana hiệp thế, thì chúng ta sẽ thấy rõ nè, tại sao cái tâm mà nó bức xúc đó, đang có mặt ở đây, nó điều khiển thân này, nó chiếm hữu hết tâm này. Cái sự bức xúc xảy ra nó là sân, và bao giờ nó cũng kết hợp với si. Hai cái này nó chiếm hữu ở đây, sử dụng hết toàn bộ tâm này. Và khi cái tâm này nó xuất hiện, nó hoạt động ở trong cái động tốc này đây, thì nó sử dụng toàn bộ cái thân này. Như vậy rõ ràng trong cái hiệp thế hành thiền, hiệp thế này chúng ta đã thấy rõ, khi một cái trạng thái tức giận, một cái trạng thái bức xúc, trạng thái lo âu khởi lên, liền nó chiếm lĩnh toàn bộ hết. Và như vậy những cái pháp thiện mà chúng ta đã có nhiều đời nhiều kiếp trong cái thiện này,
và cái thiện mà có trí đây nó bị che mờ hết, nó phủ trùm hết, chiếm lĩnh hết. Thì cái trạng thái này nó chiếm lĩnh, vậy chúng ta thấy trạng thái này đang chiếm lĩnh trong tâm, đang hoạt động trong tâm ở động tốc đây, và nó điều khiển toàn bộ thân này. Chúng ta thấy được không? Khi chúng ta thấy được thì cái lúc mà chúng ta đọa vào trong cái kiếp thú, đọa vào trong Atula, đọa vào trong súc sanh, và ngay cả trong địa ngục, chúng ta thấy được cái điều này không? Thấy là thoát, không thấy là không thoát được. Nhưng cái thấy này đó là nó thấy cái chân lý của chính mình. Tại sao mình phải mang cái hình hài này? Cũng như khi mà chúng ta sống chung, chúng ta quá đau khổ, chúng ta hỏi tại sao bây giờ cái sự đau khổ nó lại chiếm lĩnh hết cuộc đời của tôi? Tại sao nó hành hạ trong tâm và thân của tôi? Tại sao vậy? Cái gì vậy? Cái này có phải nó nằm trong cái mục tiêu mà tôi đang hướng tới không? Tôi đang muốn chiếm lĩnh cái này đây nè. Đây chính là mộng ước của tôi. Mộng ước này tôi không đạt được thì những cái trạng thái tâm này nó hành hạ trong tâm và thân của tôi không yên rồi. Nếu cái này tôi đếp được, tôi chiếm được rồi, một cái trạng thái khác nó cũng nằm ở đây, nó khởi sanh lên mà tôi không thấy. Đó là nơi cái phần này nè. Còn một cái trạng thái nữa là tham, nó sẽ cộng với cái tâm si đây. Thì như vậy tôi hả hê, tôi thỏa mãn, và tôi có hỷ lạc của tham. Ở đây tôi gọi đây là hạnh phúc. Ở đây là hạnh phúc của thế gian. Để làm gì? Để đưa đi luân hồi. Và đã khi đó những cái cảm thọ nó thuộc về cái hỷ lạc này, một cái trạng thái tâm nó hả hê đó, nó thỏa mãn này đây nè, nó đi qua rồi, mà nhất là nó bị bức bách để đi qua. Tại sao nó bức bách đi qua? Bởi vì những cái mộng ước này khi tôi cầm trong tay rồi thì nó lại là cái mộng dừa, nó xốp xộp rồi. Và có khi nó đối ngược lại với cái dáng dấp bên ngoài của nó. Và vì vậy đó tôi đây phải thất vọng, rồi đây tôi khổ. Và cái đau khổ này nó triền miên, nó chiếm lĩnh trong tâm của mình, nó hành hạ thân mình. Bởi vì cái con đường mà mình đi tới cái mộng ước này nè, nó quá là dài, và nó là một cái con đường mà phải nói là mình đã quyết ý để mà đi. Và vì vậy đó mình vẫn không rời cái mộng ước này, và mình cũng không rời cái con đường tìm kiếm này, và mình bám vào đấy. Người ta gọi nó là chấp thủ, không rời nữa. Và nó triền miên. Nhưng có nhận ra không? Nhận ra mới thôi, không nhận ra không thôi. Cũng như mình mang những cái hình hài, những cái kiếp của những chúng sinh trong cái cõi khổ đó, nhận ra tại sao không? Nhận ra được thoát. Vì cái tâm của mình á, khi nó đi vào cái con đường mộng ước này nè, nó sẽ lặp đi lặp lại hoài, nó lặp đi lặp lại hoài. Và mỗi lần nó lặp đi lặp lại, nó huy động tất cả thân tâm của mình để mà nó hành động. Và khi nó hành động như vậy là nó có tác ý, có nghĩa là những hành động này nó hiển lộ ra bằng cái hoạt động của cái dòng tâm thức, mà cái phần đó là cái phần nó gọi là động tốc đây. Cho nên mới nói rằng là hành động này là hành động có tác ý hoặc là có cố ý, và nó chính là sở hữu từ, và nó hiển lộ ra trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình và trong cái hành động của mình. Và như vậy khi nó hoạt động bằng cái động tốc này
có nghĩa là đã gieo xuống những hạt giống. Nó gieo xuống. Nhưng mình không hề hiểu nó gieo xuống để nó làm gì, để cho cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp của mình nó hiện ra trong cái hiện kiếp này, nó vẫn tiếp tục một cái dòng chảy của nó, tiếp tục một cái dòng chảy của nó, và để cho nó tài bồi vào cái kho thiện và thiện trí, hoặc cái kho quý nhiệm này, nó tài bồi vào nó. Và nó hình thành một cái thói quen, thói đen này nó phản ứng là một cái tổng khí của mình, là cái cá tánh của mình, là cái tính tình của mình, nó nằm trong kho đó. Thấy không? Nếu mình thấy thì mình đã biết được con đường đi ra. Nhưng mà không phải ra dễ. Nó níu lại. Bởi khi mình hành xử, mình hành xử bằng cố ý, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và nó buộc rất là chặt. Bây giờ mình ra nó cũng phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên cái hành thiền đó là để thấy rõ biết rõ, mà thấy rõ biết rõ nó cứ lặp đi lặp lại. Và cái này tại sao mà nó khó hành thiền? Nó khó hành thiền là vì khi chúng ta tạo tác bằng cái nghiệp á, gieo xuống đó, gieo cái nhân gì thì trong lòng đều nghĩ đúng, gieo cái nhân gì đều hướng tới hạnh phúc. Và vậy vậy nó thích thú nó gieo, và nó cố gắng nó gieo nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà khi nó bắt đầu đi ra, nó có hai cái trạng thái mà nó không có thể nào mà dễ hành thiền. Ở cái chỗ là khi gieo xuống đó, là cái tâm nó có thích thú, nó có thọ hưởng ở trong đó. Nhưng mà khi mà hành thiền đó thì nó không có thọ hưởng, nó chỉ có khách quan mà thôi. Nó mang tính chất khách quan. Cái trí tuệ nó ở đây, và nó nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn tất cả có tính chất khách quan. Không những khách quan mà nó còn trong sáng, và hơn nữa nó có cái sự sáng suốt. Nhìn rất là khách quan, rất là sáng suốt, và rất là coi như là quân bình trong tâm của mình. Và vì vậy mình mới thấy được cái đường ra. Và nó cứ phải lặp đi lặp lại cái nhìn đó. Và vì nó không chở theo cái tính chất của sự hưởng thụ, cái sự thọ hưởng, những cái cảm thọ khi chúng ta gieo cái điều đúng, cảm thọ khi chúng ta gieo cái điều sai. Điều đúng thì nó hưởng cái hỷ lạc, phần lớn là hỷ lạc trong tham. Và cái điều sai nó sẽ là hả hê của cái tâm sân. Ở đây đây, cái hả hê này nó là hạnh phúc của ma vương, hạnh phúc của những chúng sinh mà bây giờ sinh ra làm người, nhưng khi làm điều xấu ác rất là hả hê. Cho nên có những người lưu manh, người ta tự hào về sự lưu manh của mình, mà ta cho rằng những cái nhà khác là ngờ nghệ, là những cái người đó ngu muội. Tại sao phải thanh liêm, tại sao phải đúng đắn để mà chuốc lấy cái nghèo cái khổ? Cái mà cái người đời đó người ta coi thường những người nghèo người khổ, chỉ cần lưu manh một chút thôi, cái nhìn của người khác đối với mình khác liền, nó sẽ giàu có hơn, nó sẽ quyền cao chức trọng hơn. Nhưng trong cái lương lẹo, trong cái bạo ác đó, nó có cái hạnh phúc của chính nó. Đó là hạnh phúc của quỷ ma, cái tâm ma, tâm quỷ. Ma đây có nghĩa là nó bị cái si che mờ. Cái quỷ nó cũng bị cái si che mờ, nhưng mà nó ác. Quỷ thì nó ác, tàn bạo cũng được, lấy phương tiện để biện minh cho cứu cánh. Cái đạo đức con người đó thì phương tiện và cứu cánh đều như nhau. Phương tiện tốt, cứu cánh tốt thì đó mới là đúng đắn. Còn quỷ ma thì nó nói lấy phương tiện miễn đạt được cứu cánh.
phương tiện nào cũng được. Cho nên làm những cái điều khuất tất, mờ tối, tối tâm, dìm người ta vào trong cái tâm tối, dìm mình vào trong cái tâm tối, để trong cái tâm tối đó tạo những cái điều mà người khác không dám làm. Và trong cái tâm tối đó, cái ác đã được gieo xuống đó, và không có nương tay, ác cỡ nào cũng. Như vậy trong tâm ta đây có đầy đủ hai thứ đó. Nó chưa đủ tích lũy nhiều để chúng ta thấy cái ác của mình. Nhưng chúng ta nhìn những cái người khác sai trái, nhìn cái sai trái đó để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy con đường dẫn của nó, nó sẽ đi từ thấp lên tới cao, và đến cái lúc nào đó thì nó đủ sức để nó sai sử hết toàn bộ. Quý vị nghe một cái câu chuyện mà mới đây tòa chưa đưa ra xử đó. Một cái cậu bé 12 tuổi giết cả cha lẫn mẹ, mà nó giết trong cái tình thế đó nè. Hai chị em nó gây lộn, thì nó mới dùng cái kéo nó đâm con chị đó. Con chị nó quá tức giận, con chị cũng đâm nó rồi. Người ta mới chở hai đứa nó đi cấp cứu. Nó đi nửa đường đi tới bệnh viện, nó suy nghĩ sao nó nhảy xuống xe và nó quay trở về đó. Mà ba má nó thì ở cái nhà kế bên mà đang bệnh đó, tập chết luôn cha mẹ. Thì cái gì đã làm cho một cái đứa nhỏ 12 tuổi mà có thể trở thành quỷ dữ? Đấy, nó sân mà. Cái cơn giận của nó lớn cho đến độ nó trùm phủ hết. Đi thấy nó đang bị thương mà 12 tuổi không sợ, người ta đưa đi cấp cứu không sợ, nhảy xuống xe mà khi mình còn đang vết thương, đang ra máu như thế này, quay lại giết cả cha lẫn mẹ. Có cái ác nghiệp nào hơn cái ác nghiệp này không? Bây giờ cái chuyện thế gian đó mà nhà nước xử nó như thế nào, chuyện nó không có quan trọng đâu. Cái quan trọng là nó vừa nhắm con mắt lại là cái con đường địa ngục nó đi vô không biết chừng nào mới ra được. Không biết chừng nào mới ra được. Như vậy cái gì thống lĩnh? Tâm sân. Bởi vì cái đau đớn khi nó bị cái vết thương này đó là một cái đau đớn, nó có thể ngừng lại được ác nghiệp. Nhưng không, cái này nó là một cái yếu tố kích thích, một cái yếu tố kích thích cực kỳ mạnh để cho nó quên rằng cái vết thương đang chảy máu này nó có thể chết. Không, nó quay về giết cả cha lẫn mẹ. Vì vậy chúng ta hiểu thế này, cái dòng chảy này nó không có nằm trong hiện kiếp, mà nó chỉ là nối kết ra, nối kết ra. Vậy là và giữa những cái người này khi mà họ chung sống với nhau đây, dẫu họ bao nhiêu người cũng vậy, cái sợi dây quan trái này nó đi trong tiền kiếp. Bây giờ nó gặp nhau lại trong một gia đình, không phải là tình cờ, nó đã nói với nhau. 12 tuổi. Vì vậy chúng ta thấy một cái dòng nghiệp trôi chảy cực kỳ mạnh, nó hình thành nó trong cái thói quen. Nhân này đã gieo xuống rồi, nhân này đã gieo xuống rồi, đời này gieo tiếp. Mà do cái tâm sân này, nó sẽ đi tái sanh ở cái chỗ là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây, nó đưa xuống con đường. Cho nên chúng ta phải nhận ra trong cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống đó, là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo ra. Tất cả chúng ta đều thuộc cái này hết rồi. Nhưng mà lần lần đó, khi chúng ta học về nghiệp, chúng ta thấy cái sự vận hành của nó, cái sự vận hành của nó. Và chính cái sự vận hành này nó sẽ giải thích tại sao có sự phân biệt. Đây là súc sanh các loại và con người cũng các loại, chư thiên cũng các loại, 26 cõi chư thiên mà. Và trong mỗi một cái cõi đó nó cũng có tầng cấp, như là ở trong cái thế gian này, bởi vì cái phước báu của mỗi người khác nhau, cái nghiệp gieo xuống này nó khác nhau, cho nên khi nó trổ quả phân biệt khác nhau. Anh chị em
song sanh cùng một trứng vẫn khác nhau. Nghiệp chúng ta gieo xuống và chính nghiệp dẫn chúng ta đi tái sanh. Và khi chúng ta tái sanh bất cứ một hình dạng nào thì cái còn lại trong cái nghiệp chính là cái tâm tính của mình, chính là cái tập khí của mình. Con chó cũng là tập khí, con trâu, con gà, con chuột, con dê, con dung nó cũng là tập khí. Cái dòng chảy này mà nó mang cái hình hài nào thì cái dòng chảy này nó vẫn tập khí. Và khi chúng ta mang một cái hình hài nào thì từ cái hình hài đó chúng ta có thể đọc được cái nghiệp mà chúng ta đã gieo xuống. Rồi chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả tổng kết. Và cái tâm quả tổng kết này nó không phải là nó tổng kết trong một cái hiện kiếp này. Không phải tới đây chúng ta chết, mà chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả của cái hiện kiếp này. Mà cái tâm quả này á, nó là cái bản tổng kết mà đưa đi tái sanh á, là nó tổng kết từ cái vô lượng kiếp chảy về tới đây, nó đi tới đây. Vì cái lẽ đó mà cái bài kinh đại niệm phân biệt này của chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy Đức Phật tỉ mỉ một chút thôi, mới một chút thôi, để cho thấy rằng đó, cái việc tại sao mình gieo xuống cái nhân mà mình vừa chết đó, cái quả nghiệp này có người thì có chúng sanh thì nó trổ liền, có chúng sanh không trổ liền, làm cho mình quá là khó hiểu. Và mình không tin vào cái nhân quả, nhưng mình không hiểu rằng, mình không hiểu cái mấu chốt này nằm ở đây. Cái tái sanh này là cái bản tổng kết từ vô lượng kiếp cùng với cái hiện kiếp này nó mới có bản tổng kết. Có những người đó, người ta xuất gia rồi, người ta tu tập cũng rất là đàng hoàng, mà cái thời người ta còn là cư sĩ đó thì người ta cũng là một cái người cư sĩ thuần thông. Nhưng về cái chết của người ta mình không thể tưởng tượng được. Người ta chết cực kỳ là bi đát, nhưng nó không phải là cái quả của hiện kiếp. Thấy rõ chưa? Nó đi mà. Cái dòng chảy này nó đi từ trong vô lượng kiếp đến cái kiếp này. Và nó có 5 cái chính giữa, sư cô lặp đi lặp lại hoài 5 cái động tác chính giữa này. Nó trổ sinh chưa biết lúc nào, nó trổ sinh ngay kiếp này hay là ngay kiếp đó chưa biết được. Nó không định hình được. Vì sao vậy? Vì giữa cái nhân mà đi đến cái quả đây, nó còn có yếu tố của duyên. Khi một người gieo cái nhân xấu ác, người ta sám hối rồi, thì có thể cái quả này nó chậm trổ sẵn. Nhưng mà khi cái người này gieo cái nhân xấu ác rồi lại tiếp tục, thì khi cái nhân này nó làm cái duyên để nó trổ cái quả đó, thì cái nó mạnh hơn, nó mạnh hơn, nó mạnh hơn, nó mạnh hơn, trổ liền tức là. Người Việt mình có nói nè, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, chỉ là thói quen. Và nếu như nó có lặp đi lặp lại hoài thì người ta nói đó là thằng ăn cắp, con ăn cắp. Nhưng nếu người ta chỉ có một lần thì người khác có thể châm chế. Cái lúc đó vội quá, lúc đó cần quá, lúc đó quýnh quá, vì cái lý do gì đó mà người ta sẽ có cái thay đổi, người ta sẽ trở lại. Quý vị có đọc một cái câu chuyện đó, người ta nói thế này là hai anh em ruột này đó rất là hiền lành, mà tin nhau lắm, thương nhau lắm. Khi mà cha mẹ chết để lại một cái cửa hàng tạp quá nhỏ thôi, hai anh em mới buôn bán chung sống với nhau, không có điều tiếng gì hết, bởi vì không có ai ham tiền cả. Tiền thì để chung, mua thì cũng lấy tiền chung, nó mua rồi bán có lời cũng bỏ đó cũng xài chung. Nhưng mà một người đó vừa bán xong mới dằn cái tờ giấy $20 đây thì đi ra, rồi trở vô thì mất cái tờ đó, mà cái người anh thì đứng ở đây hỏi thì ông anh nói không có, không thấy mà cũng không biết luôn. Thì người em không có thể chấp nhận được, tại sao mình để rõ ràng mà trong cái gian trong này chỉ có hai anh em, mà bây giờ anh mình lại nói cái chuyện là không có, không thấy mà nó mất, mà tức thì đây mà nó mất, không có ai, tại sao vậy? Thì hai người đó rất là khó chịu với nhau. Người em thì nghĩ rằng đó, cái người anh lấy cái tiền đó mà không dám nói sự thật. Còn người anh nó thì cứ nghĩ rằng tại sao em mình lại nói một cái điều xúc phạm mình nó như vậy, cho nên là cái chiến tranh lạnh nó xảy ra. Tức là không ai nói tới ai nữa, nhưng mà
trong lòng nó thắc mắc với nhau. Thì cuối cùng không có sống được thì người em mới tách ra ở riêng. 20 năm sau cũng dẫn cái quán đó, có một người quay trở lại và mới nói rằng là ông bán cái quán này lâu chưa, mới nói là từ hồi cha mẹ tôi để rồi tới bây giờ, tới bây giờ tôi dẫn bán. Người này mới nói là ở đây có 2 người phải không? Nói phải, nhưng mà em tôi ra riêng rồi. Và ông mới nói là tôi xin lỗi khi nói điều này, cái hôm đó tôi đi ngang đây, xe tôi hết xăng mà tôi không có tiền, tôi vội quá đi, tôi chạy vô thì tôi thấy đó, cho nên tôi rút cái tiền đó tôi đi. Mà mãi cho tới bây giờ tôi mới có cơ hội trở lại đây để nói một cái lời xin lỗi rằng tôi làm như vậy là sai. Nên tôi đem lại tôi trả cái đồng tiền đó. Thì cái người này nghe là coi như là đứng rụng rời rồi, mới nói là có một người cần nghe cái chuyện này hơn tôi nữa, người đó là em của tôi, để tôi dẫn ông tới. Thì dẫn tới thì cái người này trình bày. Thì lúc đó hai anh em mới ôm nhau để mà khóc. Thành ra khi người ta ăn cắp một lần chưa có phát hiện ra được, vì có khi nó có uẩn khúc gì đó, nhưng nó có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì nó gieo cái nghiệp ăn cắp xuống là nó sẽ trổ ngay. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta gặp, những cái điều bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta không có gieo một lần, chúng ta không có gieo một lần, chúng ta gieo hằng hà sa số lần. Cái chữ hằng hà sa số đây có nghĩa là cá nó ở, nó cái sóng hằng nó nhiều không thể đếm xiết. Vì chúng ta thấy đích tính từ sát na thì quả thật là hằng hà sa số. Một giây đồng hồ thôi đủ nói hằng hà sa số, huống chi chúng ta đi bao nhiêu kiếp, thì cái này nó trở thành một cái lực, một cái ma lực cực kỳ mạnh, và nó sẽ lặp đi lặp lại, và nó sẽ còn tồn động trong cái hiện kiếp này của chúng ta nè. Nó sẽ tồn động lại những cái điều tốt cũng như những cái điều xấu trong tâm chúng ta. Chúng ta phải có cái nhìn khách quan, có một cái nhìn trong sáng và sáng suốt. Chúng ta không thiên vị bất cứ gì cả. Cho nên sư cô vẫn thường nói cho cả lớp này chúng ta nghe đó, đừng bao giờ đem mình so sánh với ai đó. Cái đó là cái khởi đầu cho cái pháp ngã mạn khởi sanh. Mình chỉ có một cái sự so sánh duy nhất mà mình có thể làm được đó, là hãy so sánh ngày hôm nay của mình với ngày hôm qua. Hôm qua mình nóng quá, hôm nay mình có bớt được chút. Ngày mai có thể mình nóng hơn, nhưng mình nói với mình bớt nóng lại, rồi ngày mốt hoặc chút nữa đây mình hạ xuống. Mình nên lấy mình so sánh với mình, không nên so sánh bất cứ ai. Con đường so sánh mình với người khác là con đường của ngã mạn. Phạm vô nó, ngã mạn khởi sanh lên đề. Ngã mạn nó khởi sanh lên chỗ này là vì khi có cái ngã, thì bất cứ cái ngã của con dung con dế đi nữa, thì cái ngã nó vẫn muốn mình dương lên, nó không có muốn mình xuống. Cho nên khi mình so sánh vậy đó, mình luôn luôn nói là mình bằng người ta cái gì, mình hơn người ta cái gì, hoặc là mình ở đỉnh, người ta ở dưới chân, gọi là mục hạ vô nhân. Hoặc là mình thấy mình tồi tệ quá, mình thua người ta này, mình kém người ta kia, mình rơi xuống cái chỗ này. Thì tự tôn mặc cảm hay tự ti mặc cảm đều là những cái hình thái của ngã mạn. Và tất cả chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái ngã của mình thôi. Cho nên mình không có bao giờ có thể khách quan được, và không bao giờ trong sáng trong cái suy nghĩ của mình được, và cũng không bao giờ sáng suốt để mà nhận thấy tất cả những cái trạng thái tâm, tất cả những trạng thái tâm đang khởi lên trong cái tâm mà nó ở trong cái thân xác của chính mình đây, nó là cái gì. Cho nên cái pháp thiền Vipassana này đó, nó cực kỳ thực tế, nó cực kỳ rõ ràng. Và cái tính chất của nó đó, khi mà chúng ta thực hành rồi đó, nó có một cái năng lượng lành cực kỳ kỳ diệu. Cho nên hải thiền Vipassana hiệp thế, thời gian chúng ta
không có nhiều để mà chúng ta có đủ phước duyên mà ở trong cái thiền viện, cũng không đủ phước duyên để mỗi ngày bao nhiêu thời, và cũng chưa chắc đủ phước duyên để ngồi đó mà có thể nói là hành thiền. Ngồi một cục đó có, ngồi ngày này qua tháng khác có, nhưng để mà hành thiền chưa chắc có. Nếu mà cái hành thiền về hiệp thế, thiền Vipassana hiệp thế này chắc chắn là có. Bởi vì nó thô quá mà. Những cái suy nghĩ chúng ta hiện ra, cái phần thô cũng nhiều lắm, lời nói cũng thô nhiều lắm, ứng xử chúng ta cũng thô, chúng ta có thể quan sát. Và nhớ rằng khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta nói chánh niệm, tức là cái sát na này dựng đây đó, thì cái nhìn của cái người hành giả là thấy đúng cái sát na này. Nhưng mà thực tế đó, nó đi qua rồi, nó tiếp tục mới thấy này. Còn cái người mới thấy đúng sát na này đó, thì chỉ có đấng toàn giác mà thôi. Còn mình đó là nó diễn ra, bởi vì chúng ta thấy nó diễn ra, nó diễn ra một cái chuỗi của động tác nó diễn ra. Thì khi cái người hành thiền mà thấy đó, làm sát na nó đi qua, nó thấy chỗ này. Nhưng vẫn còn diễn ra, và cái mức độ sai khác nó cực kỳ vi tế, cho nên chúng ta coi như đã thấy được. Coi như đã thấy được, coi như đã chánh niệm được, nhưng mà tính ra vi tế thì nó là trượt qua rồi. Cũng như mình thấy cái dòng nước chảy là mình thấy cái tính liên tục của nó như một dòng nước chảy, chứ thực tế của nó không có cái gì gọi là dòng nước chảy cả, mà nó chỉ là những cái phân tử nó xô đẩy nhau thôi, nó hình thành cái dòng đó. Thì cái tâm thức của mình nó cũng như vậy, nó cũng hoạt động. Cho nên mình vẫn có thể thực hành cái thiền Vipassana hiệp thế này. Vì sao? Vì tất cả những cái hoạt động này đó, nó ngay cái phút hiện tại này đó mình thấy, nhưng nó đã đi qua rồi, và nó sẽ còn lặp lại, không phải nó trở lại vậy. Nhưng mà cái công việc của nó là cái động tốc này nó đi trong cái lộ trình này, thì cái lộ trình tiếp sau nó có nữa, lộ trình tiếp sau của nó là. Nhưng cái tên của nó đây, tham sân si đây, cái tên của nó là các cái pháp hiện đây, thì nó diễn ra. Và vì cái tập khí của mình cho nên á, là nó diễn ra na ná. Cái đặc trưng của nó giống nhau. Ví dụ như cái đặc trưng của cái tâm sân á, là nó nóng nảy, nó bức xúc, nó bồn chồn, nó là khó chịu đựng được. Thì cái bản chất nó vẫn là như vậy, nhưng mà cái màu sắc của nó khác nhau. Thì chúng ta sẽ thấy càng ngày nó càng vi tế, nó hiện ra. Và mình tập như vậy đó, chưa phải thành Phật đâu. Nó không sao thành Phật được. Nó cuồn cuộn, những cái dòng tâm thức thiện và bất thiện của mình nó cuồn cuộn như thế này. Còn bây giờ cái mà mình nhìn, mình dùng cái tâm thiền này đấy à, tâm thiền này đây nè, khi mình chiếu xuống đó, mình gọi con đường này là chánh niệm đây. Ít lắm mà, ít lắm. So với cái mình thất niệm á, thì nó quá lớn, quá dày. Còn cái chánh niệm mình quá, mình hiểu như vậy, mình thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy trong tâm mình để khiêm tốn. Không phải tu 50 năm là có nghĩa là có cái bề dày của tôi. Không phải hành thiền 100 khóa là nó có cái bề dày. Mà cái bề dày nó nằm này. Cái mà mình rèn luyện cái năng lực thấy biết đây từ thô cho đến tế. Thô là sử dụng trong hiệp thế, và tế là khi chúng ta ngồi thiền. Có hành được không? Cho nên cái công thức mà để chúng ta hành thiền nó cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nói một câu thứ nhất tới câu thứ hai là hiểu rồi. Ví dụ sư cô nói câu thứ nhất, sư cô nói là quý vị để ý hơi thở từ ngoài vào trong. Câu thứ hai, khi thấy hơi thở từ ngoài vào trong nó có chở theo nhiệt độ hay không? Hết. Ai cũng hiểu hết. Nhưng mà để duy trì cái này thì chúng ta phải học rất nhiều để hiểu tại sao chúng ta phải làm như vậy, và chúng ta sẽ kiên trì tính từ kiếp này qua kiếp khác. Chứ nó không có tính từ ngày này qua ngày khác đâu. Mình thấy cái tập khí của mình làm biết rồi.
Thành ra cái kiến thức của mình giúp cho mình hiểu, để mình bền chí, mình kiên cường, mình vững chãi, vì mình biết đây là đúng rồi. Và như vậy đó là gì? Đó là chúng ta đang làm cái công việc gọi là duy tuệ thị nghiệp. Tức là giờ đây cái mà chúng ta sẽ hình thành một cái thói quen mới, cái mà giờ đây chúng ta tạo tác đây, cái mà giờ đây chúng ta gieo nhân đây, là cái mà chúng ta đang khai mở cái huệ nhãn của mình. Và đây chính là chánh niệm. Trong hiệp thế, chánh niệm ở trong lúc mà chúng ta thiền, và nó có luôn sự tỉnh giác. Đây chúng ta hình thành thói quen mới, một cái hành động mới, chúng ta đang gieo cái nhân mới để chúng ta gặp cái quả mới. Con đường tu tập này. Và cái sự hành trì này xin nói cho biết trước, không có sự thọ hưởng. Có sự thọ hưởng vô nó sai. Thí dụ mình nói này, hôm nay mình ngồi thiền, ngay trong lúc mình đang ngồi thiền, mình thấy cái tâm mình khởi lên đó, nó nhẹ nhàng, nó êm ả lắm, nó nghe nó rất là bình yên. Cái mình cảm thấy vui quá trời vui, vui quá trời vui đây, nằm đây, là vì mình liền hưởng cái đó liền. Và cái hưởng này để chút nữa đây, khi xả thiền ra đó, mình cảm thấy bữa nay nó có lên một chút nữa. Rồi mình mới nhìn xuống, nhất là nhìn trong cái gia đình mình trước cái đã, rồi mấy người thân của mình đó, mình thấy mình cao lên một chút, họ thấp xuống một chút nữa. Vì thấy pháp quý diễn chưa? Rồi cái mai mốt là quý vị nghe nó nói nè, tôi thì nói thiệt cũng không có phước tu bao nhiêu, nhưng mà nói cho chung thì cũng được 30 khóa thiền rồi. Nước này cũng có đi, nước kia cũng có đi, được bao nhiêu không biết, nhưng 30 khóa thiền rồi. Quý vị nghe nó nói không? Nó nói rất là khiêm tốn, nhưng mà bên trong của nó cái tự ngã nó cực kỳ lớn. Nhưng lúc đó thiền Vipassana hiệp thế không có mặt, cho nên nó nói không dứt. Thấy chưa? Thấy cái tâm của mình chưa? Nên mình nói lao mình trong cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, đó đây đơn độc một mình. Rồi khi nó xuất hiện qua cái con đường của mắt là một cái thôi, mà nó xuất hiện qua con đường của tai là một cái thôi, hai cái nó không có một lúc được. Có khi là mũi, có khi là ngửi, có khi là thân, có khi từ trong ý nó đi như vậy. Cho nên mới nói ẩn mình trong hang sâu. Đây nè, ở tai chúng ta nó có cái lỗ thông sâu vô trong nè, cái hệ thần kinh nằm bên trong nè. Mắt chúng ta qua đây nó cũng có con đường dẫn vô trong, mũi chúng ta cũng có đường dẫn vô trong, lưỡi cũng có, toàn thân cũng có. Ẩn mình trong hang sâu. Và như vậy cái con đường của nó có thể chui vào trong bụng lầy, chui vào trong cái chỗ hôi hám, chui vào cái chỗ tâm tối nhất, nhưng nó cũng có thể đi con đường sáng lạng nhất. Vậy mình thấy biết không? Thấy biết trong mọi hoàn cảnh. Cái vi diệu pháp này đó, sở dĩ đó là không được truyền ra nhiều đó, là vì nó là thuộc vào cái dạng kinh điển, và chỉ để cho những người mà có cái phước báo nó chuyên hành thiền thôi. Cho nên cái thời Đức Phật, mà quý vị thấy không, Đức Phật chỉ giảng trên cung trời thôi, nó có giảng ở thế gian này. Và người mà được nghe đây đó là cái người có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, là Ngài Xá Lợi Phất. Rồi từ Ngài Xá Lợi Phất đó, Chư Tăng Chư Ni tứ chúng của Đức Phật mới được học qua cái lời giảng của Ngài Xá Lợi Phất. Và khi nó hình thành lại thành văn bản đó, thì nó cũng chỉ để cung ứng cho cái gọi là cái thành phần cấp cao, tức là những cái vị mà người ta đã trải qua các cái bậc thiền này rồi. Nhất là trong cái thiền Vipassana nó mới được đưa vô, nó mới hiểu được. Và nó cái kinh điển này nó viết đó, nó rất là khô khan. Cái gì mở cái vi diệu pháp chánh tạng ra, quý vị thấy nó là công thức, tất cả nó đều là những cái công thức đó. Và mở một cái công thức ra
thì mình đã phải có cái phước duyên á, mà phải chịu khó mới mở được, còn không rất là khó mà mở được. Mà nó không tỏa nhánh xuống cái đời thường. Khi mà sư cô giảng đó, sư cô làm hai cái công chuyện vậy. Cái vi diệu pháp này đó, nó vừa cung ứng cho cái chuyên về thiền hướng niệm xứ, nên vừa tỏa nhánh xuống đời thường. Và khi nó tỏa nhánh xuống đời thường thì sư cô đặt nó là thiền vipassana hiệp thế. Tức là khi chúng ta luân hồi trên thế gian này nè, bất cứ dưới dạng nào, thì cái thiền vipassana này nó vẫn có thể diễn ra trong đời thường. Vì thế không? Mình tham dự khóa tu rồi, 30 khóa tu về rồi, mà khi cái suy nghĩ của mình, cái khẩu của mình nó nói ra, mình không kiểm soát được, mình không kiểm soát được, và mình không thấy quý nhiễm mà. Mình không thấy quý nhiễm, và coi như mình tự hào về cái điều đó, và mình nghĩ rằng mình tự hào chánh đáng. Đây là tự hào chánh đáng của ngã mạn. Ngã mạn nó phải có cái đúng của ngã mạn chứ, nó mới ngã mạn tiếp theo. Nhưng nó không phải là cái cách mà để cho chúng ta đây đó là thanh lọc thân tâm. Cái thanh lọc thân tâm chúng ta là phải nhìn thấy rõ, biết rõ. Ngay cái phần thô nhất là cái phần hiệp thế này, chúng ta tập để thấy. Để chi? Khi mà mình tái sanh xuống bất cứ một cảnh giới nào, thì nhìn cái thô nhất này. Tôi là kiếp gà, kiếp vịt, kiếp mà ngựa, kiếp trâu gì đó, mà tại sao nó ở trong kiếp này? À, tôi đây là cái người nữ đây, tôi nặng cái tình gia đình quá, tại sao? Tôi đây là cái người nam nè, tôi nặng về cái tham vọng và tham dục quá, tại sao? Tại vì những cái dòng chảy trong cái tiền kiếp này cho tới kiếp này, nó là lặp lại cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ mình không có nhìn ra, nó vẫn chảy tiếp một cái dòng chảy ồn ào của nó. Nó vừa ồn ào, nó vừa cuồn cuộn, nó đi trong tâm của chúng ta. Mà chúng ta đây không có thấy rõ, biết rõ và không có kiểm soát được. Nó đi thế. Nên những cái bài kinh này chúng ta học đấy, chỉ mới là một cái phần cực kỳ tổng quát. Chưa có một cái gì gọi nói là đi rất sâu ở bên trong. Nhưng mà khi chúng ta học kinh điển của Đức Phật dần dần, thì chúng ta sẽ thấy là cứ mỗi một lần mà Đức Phật giảng vậy là mở, giảng mở, giảng mở. Bởi vì chúng ta đi đâu chúng ta cũng không thoát qua khỏi. Đức Phật nhìn chúng sinh là Đức Phật nhìn cái gì? Đức Phật nhìn nó đang gieo xuống cái gì? Đức Phật nhìn thấy cái quả nó đang nhận là cái gì? Và không những vậy, thấy từ trong cái tiền kiếp xa xăm của nó đã từng gieo những cái gì, và những cái quả gì nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp. Và ngày hôm nay cái duyên nó tới đây thì nó sẽ gieo được cái nhân gì, và cái kiếp tới của nó sẽ ra sao, thấy rõ biết rõ. Cho nên mới nói là Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người. Nói chư thiên và loài người đó bởi vì kể cả chư thiên và loài người thì những cái phần quế nhiễm của chư thiên vẫn còn mà. Đây loài người đây, phần quế nhiễm đây, còn cái phần quế nhiễm của chư thiên nó nằm ở đây. Thế ra hết đâu. Cho nên thấy mà nó còn cái phần quế nhiễm trong chư thiên thì cái dòng chảy này nó vẫn còn tiếp tục. Còn chúng ta loài người thì chúng ta thấy hai cái dòng chảy này nó chảy, ngày đêm nó chảy mà. Ngay cả trong giấc ngủ chúng ta nó vẫn chảy. Cho nên khi một cái người ta gọi là nó mắc cái bệnh gì, thần kinh phân liệt, thì quý vị thấy không? Cái ban ngày đó người ta có cái ý thức đó. Có một cái người đó là ban ngày là một cái người thầy thuốc rất là giỏi, nhưng mà ban đêm thì hiện ra là thành một người đàn ông hư hỏng. Vì cái ban đêm xuống là cái chỗ nào mà ăn chơi trụy lạc thì có cái người này. Nhưng mà ngày mai khi trở về lại là người thầy thuốc rất là có lương tâm, và một cái người thầy thuốc làm việc rất là nghiêm chỉnh.
Và bản thân người này cũng không hiểu tại sao đi như cơn mộng du. Nhưng mà cái lực của nó mà, cái lực của nó hoạt động như thế, nó lớn chảy tiếp. Thành ra cái phước báu mà khi chúng ta đó gặp được Phật pháp là chúng ta khai mở được cái phần huệ nhãn này. Và khi sư cô giảng cái tạng này thì sư cô muốn nó ngã bóng xuống cái đời thường. Tức là sư cô rất là chú trọng tới cái thiền Vipassana hiệp thế hàng ngày trong đời sống chúng ta, đi đứng nói năng ăn uống hoạt động tất cả mọi thứ. Cái hội sư cô mà vào thiền viện thì cái vị thiền sư dành cho sư cô có 5 phút thôi, chỉ nói đơn giản thế này: bây giờ vào đây tu thiền rồi, nhớ nha, đi cũng cái biết là cái tâm mình, cái mình đang đi đó, cái tâm mình nó nghĩ gì, đứng cũng vậy, ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, thậm chí đi vô nhà vệ sinh, nhà tắm khi mình từ cái tay mình đưa lên bật cái nắm cửa cũng phải biết. Rồi đến khi mình nhồi rồi vào cái bồn cầu đi vệ sinh cũng vậy, phải thấy tất cả cái tâm mình nó diễn ra khi mà những cái hành động cử chỉ hoặc những cái gì nó diễn ra trong cái chỗ đó được vậy sao. Chỉ nói vậy thôi hết. Vì sư cô vô cái thiền viện thuộc về niệm tâm, nếu mình không nhờ có cái pháp học này thì mình sẽ lây quay tới chừng nào. Mà giữa cái pháp học của mình đó, mà mình để nối lại trong cái thiền của mình, nó phải trầy trật lắm. Như hai cái bánh răng cưa đó, mà không phải mình để cái nó cái bánh răng cưa nó thuận liền rồi, nó trầy trật. Cho nên sư cô quý cái pháp học mà quý cả pháp hành. Và cái pháp hành nó không phải dễ mà có thể đi vào trong cái vi tế nó ngay. Chính vì bản thân của mình rất là khó khăn như vậy, cho nên là sư cô mới thấy rằng cái chuyện là tại sao mình không có đi vào trong cái thực tế của cái đời thường. Chính cái thực tế trong đời thường này nó thô trần dần này, mình không thấy, làm sao thấy cái cây kim sợi chỉ. Thấy đây, nó hiện ra đó. Cái ứng dụng này không sai đâu. Mà không phải rằng là mình có cái đủ phước á để mà mình nghiên cứu cái pháp học thật là nhiều, thật là sâu sắc, để khi mình ứng dụng mình có thể nối cái bánh răng cưa này dễ dàng. Ngay mình có học rồi, cái chuyện nối cũng là một cái vấn đề rất lớn chứ không có nhỏ. Nhưng mà khi mình nối được rồi đó, mình nối được cái mé bên này, mé bên này, mé bên kia rồi đó, rồi mình thấy nó thuận được rồi, mình biết cái cách, mình biết cái cách rồi, từ từ đó mình nối ra thì nó cũng trầy trật. Nhưng mình nối lần lần, mình nói lần lần thì mình thấy. Và xin nói thế này, chuyện mình thấy là cái phước của mình, còn mấy cái em dữ dằn này đây nè, nó có chịu mà quy phục hay không phải chờ thời gian. Đại ca nói đại ca học giỏi, thấy không? Đại ca thử đưa chiêu ra cho em coi, mà chiêu đại ca yếu quá. Thất niệm của đại ca nhiều quá mà chánh niệm đại ca ít quá, cho nên là em vẫn cứ tới đó làm gì em. Nóng thì vẫn cứ nóng đó, làm gì nhau làm đi. Cho nên mới nói đó, trong cái kinh điển mới nói đây là kiết sử, tức là nó chiếm lĩnh tâm của mình, chiếm lĩnh thân của mình, nó điều động luôn. Và cái này khi mà sư cô đi đến một cái chùa thì cái vị này chuyên môn đó là trị về ma nhập, thì sư cô thấy, sư cô cũng có nói chuyện được một vài buổi nói chuyện, thì sư cô nói nè, khi mà trong cái quá khứ này người ta có cái nối kết nha, thì cái đời này đó kẻ âm người dương nó vẫn có con đường nhân quả nói được. Sư cô nói cái gì rồi, 31 cõi này trừ cõi địa ngục nó chưa có ra được thôi, còn toàn bộ nó nối kết được. Vậy là cái này à, cái đường nhân quả nó vẫn nói
Cái đó là cái đó là mình phải chứng kiến, mình thấy rồi mình mới rõ ra được. Còn không mình rõ mình không tin, không? Mình chỉ tin là con người có nhân quả với nhau thôi, mà con chưa tin hết mà làm sao có thể tin rằng các cái cõi khổ này vẫn nói nhân quả, các cái cõi trên vẫn nói nhân quả chứ? Có thật. Thì nó khi nó nói nhân quả, nó cách nó nói vậy, có những cái dông á, khi mà nó nhập vào cái người này đó, khi nó nhập vào nó ở luôn này, thấy được, thấy rất là dễ. Có những cái nó khôn đó, cần thiết mới vô, không cần thiết mới ra. Có những cái nó đứng cái bên, nó cái dây đứng cái bên, nó chưa vô, cần thiết nó mới vô, nhưng mà nó kè, nó gọi là kè một bên. Có những cái nó ở luôn bên, nó sử dụng cái thân này luôn. Có cái nó kè một bên, có cái nó thất ẩn thất hiện, rồi nó mới xâm nhập vô. Cho nên có những người mà nó thứ nhất là khi mà nó có những cái ý đồ xấu á, những người này nó không đến chùa được. Tại vì đầu tiên khi nó đến cổng chùa đó là Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên là không có chấp nhận nó rồi, cho nên nó khó chịu lắm, nó không muốn đi vô. Hoặc là nó gặp cái người tu đó, nó không chịu được, nó ghét những người đó. Hoặc là nó gặp những người mà đàng hoàng đứng đắn đó, những người gọi là có giới đó, nó cũng không ngờ luôn. Bởi vì nó có cái điều ám muội ở bên trong mà nó sẽ là, hoặc là chuẩn bị là. Cho nên là nó cực kỳ đa dạng. Những cái mà ở luôn đó, những cái nó ở luôn này, cái người này nó sẽ ương yếu, tánh khí nó bất thường. Và cái này đó dễ nhận ra và dễ giúp. Nó có cái dạng thứ hai, nó đứng kè một bên vậy đó, thì người ta thấy được nó và có thể giúp được nó, nó có thể là dễ hơn. Cái dạng này khó nhất là cái dạng cần là vô, không cần thì ra. Rồi không những nó cần cho nó thì nó vô, mà nó không cần thì ra. Nhưng mà cái lực của nó ám á, thì cái người này đó là không biết. Cho nên á, khi có một cái chuyện gì mà mình bực á, mình khó chịu á, thì nó bung lên một cái là do nó có cộng vô, nó có cộng vô cái chỗ này. Cho nên sư cô nói vậy để cho mỗi người biết được cái việc này. Ví dụ như mình có phá thai là cái ác nghiệp, mình cứ giết những cái con này con kia nhiều quá chẳng hạn, rồi cái tâm mình nó manh động những cái điều đó, thì chúng ta nhớ này, cái khi mình nóng, có thể mình nóng một nó tăng lên 2-3, thì cái chỗ đó là cái chỗ phải thấy. Nó giống như mình nói rằng cái lúc đó không biết ai nói chứ không phải tôi nói. Cũng giống như mình nói câu này, cái người này rượu nói chứ không phải người này. Tức là bình thường cái người này rất là thương vợ con, biết lo chăm sóc trong nhà, uống rượu vô thành quỷ dữ, vì thế cho nên nó gọi là ma men á, nhập vô nó thành ra quỷ dữ. Thì cái người mà bị phạm vào những cái ác nghiệp trong tiền kiếp hoặc kiếp này đó, mà kiếp này nó có theo á, thì nhớ vậy nha, cái tánh mình có nóng, ai cũng có nóng mà, cái sân mình đâu có thoát khỏi. Nhưng mà khi đụng chuyện nó bốc lên tới trời biết rồi. Cho nên vì cái lẽ này á mà sư cô mới nói là nhớ cái chuyện sám hối. Quý vị đi tất cả chùa nào, quý vị gặp thầy cô nào đó, người ta cũng đều khuyên mình sám hối, nhưng người ta không giải thích ra thôi, chứ đều ta khuyên sám hối. Là bởi vì khi mà trong cái đời sống, kiếp người, kiếp thú, kiếp ma, kiếp giả xoa gì đó, cũng có cái quan hệ, và đâu phải lúc nào mình cũng có đầy đủ cái sáng suốt để mình cư xử đẹp đâu. Cũng có khi này khi nọ, khi này khi nọ nó chen vào, và do đó cái quan trái mình không biết đâu mà mình nói. Nên đó mình phải sám hối. Khi mình có đau khổ, khi mình có bất hạnh là mình biết mình có sai, mình có sai, phải sám hối. Sám hối để làm gì? Để không có tái phạm những cái điều mà đã đưa đến cái quả khổ đây, tức là không gieo nhân nữa. Mà muốn nhìn cái nhân thì nhìn tới đâu? Nhìn cái mà người ta ứng xử mình đây, thấy không? Nhìn cái mà ta đang tấn công vào mình đây, đây búa rìu nó tấn công vào đây nè,
cái cách nó tấn công sao, cái tư thế nó như thế nào, nó hành xử ra sao, chính là nó đang gieo xuống cái nhân. Và mình cũng gieo y như nó vậy, cho nên bây giờ mình đây mới lãnh cái quả đây, là mình mới bị nó tấn công và mình rất là đau khổ. Và nó tấn công vào cái vùng quế nhiễm của mình đây, làm cho quế nhiễm này nó tràn ngập ở trong tâm, chiếm lĩnh hết toàn bộ, không có mắc cỡ. Mắc cỡ là ngã mạn. Và chúng ta hãy coi rằng mình đã làm sai lạc trên mình bệnh. Cũng như khi mình cúi xuống, mình ôm một cái vật nặng quá, mình làm sai lạc cho nên nó lệch, nó làm cho cái dây của mình phải đau, nó sụi một lần, thì cái tâm mình nó bệnh cũng y vậy. Khi mình sai lạc trong những cái pháp bất thiện này đây, thì cái tâm mình nó bệnh. Tại sao mình không bỏ cái ngã ra đi, để mình nói rằng mình biết rõ cái tâm mình bệnh phải chữa lành bệnh. Cũng như bây giờ không thể nào mặc cái áo để mà độn cái dây này lên và giấu cái dây lệch xuống và nó đang đau muốn sủi cái tay mình đây. Không, bỏ nó ra, đi đến thầy thuốc, cởi luôn cái áo ra. Cái dây tôi một bên thấp, một bên cao, bây giờ cái tay tôi nó sủi rồi. Tôi không thể độn cái miếng dây này lên, cũng không thể mặc cái áo rộng để che lại, để gì xấu hổ quá. Bây giờ có xấu hổ nó cũng vậy thôi. Phải biết xấu hổ trước khi làm. Và sau khi làm rồi đó, thì phải nhận ra cái điều này, chứ không phải xấu hổ là pháp tốt nhất. Nhận ra tâm đã bệnh, nhận ra thân đã bệnh, để mình chữa trị. Và khi bất cứ thân bệnh hay tâm bệnh, thân mình bệnh, cái sự chữa trị của người bệnh nhân này đó, mà đến với bác sĩ đó, thì phải có sự hợp tác. Bệnh nhân phải hợp tác với thầy thuốc thì mình mới có thể khỏi bệnh được. Tức là bác sĩ chỉ mình điều đúng, hướng dẫn mình cách ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc như thế nào, chấp hành đúng như thế, thì có sự hợp tác đó thì cái bệnh mình mới mau thuyên giảm, mới mau bình phục. Về tâm cũng vậy, mình cũng phải có cái hiểu biết để mình hợp tác. Mình hợp tác, hợp tác với ai? Hợp tác với cái giáo pháp của Đức Phật đã chỉ dạy cho mình. Vì cái cầu nối của mình là cái thiện trí đó. Tại sao chúng ta phải biết nhân quả? Tại sao chúng ta phải biết làm điều lành? Và khi chúng ta nghe giáo pháp hướng cho chúng ta cái điều đó, thì chúng ta nói được không? Nếu chúng ta nói được, thì khi chúng ta hành xử, chúng ta tiếp nhận cái quả của mình, thì chúng ta cũng phải nối bằng cái con đường nhân quả đây. Khi mà nối bằng con đường nhân quả là nối bằng con đường trí tuệ. Chứ chúng ta không nối bằng những cái pháp bất thiện này đây, để thấy cái ngã mạn của mình để khởi lên. Tôi đâu có làm gì đâu mà sám hối. Mấy người tội lỗi nhiều mới sám hối. Tôi đâu làm gì sai đâu, thầy biểu tôi sống thôi. Nhưng mà rõ ràng anh đang quá bực bội, bởi vì con anh nó lấy tiền nó đi chơi, nó không học như ý của nó lại trả lời hỗn láo với anh đây. Nó hỗn cực kỳ đây. Và khi anh làm quá, nó kêu anh bằng mày tao đó, anh thấy rõ chưa? Anh nói không, tôi có hiếu với ba má tôi không đời nào trong cái suy nghĩ tôi mà dám mà đứng ngang hàng với ba má tôi. Mà sao tôi có một cái thằng này nó khốn nạn đến như vậy, nó nghe lời ở ngoài đường không? Điều đó có, nhưng không phải là chánh yếu. Nói là những cái anh đang thấy, đang diễn ra đúng sự thật, anh nói không sai. Nhưng đó là cái nhân trực tiếp. Cái nhân sâu xa là chính anh đã gieo xuống như nó đang gieo với anh đây. Để anh thấy lại trong tiền kiếp xa xăm, cái hình ảnh của nó là hình ảnh của anh đã đối với cha mẹ của anh. Và vì anh đã hiểu biết, anh sám hối rồi, cho nên trong hiện kiếp này anh là một người con cực kỳ có hiếu.
không những hiếu hạnh bên gia đình của mình, anh lại còn cái người hiếu hạnh với cha mẹ vợ, hoặc là tất cả những người già, anh đều thấy, anh đều thương, anh đều kính như cha mẹ của anh cả. Bởi vì anh đã trả cái giá này rồi, mà bây giờ cái dư nghiệp của nó còn lại, nó vẫn tiếp tục. Cho nên khi người ta gieo xuống một cái đó, nó hình thành một cái thói quen là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì cái quả nó trổ như cái dĩa cà lăm, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không lặp đi lặp lại một cái nhìn khách quan, một cái nhìn khách quan chiếu xuống trong cuộc đời của ta, và chúng ta thấy trong cái mối quan hệ giữa tất cả những người ta có quan hệ đây, nhất là cái mối quan hệ nào mà hàng ngày nó làm cho ra những cái xúc cảm về tình cảm và những cái suy nghĩ chúng ta, bắt chúng ta phải ứng xử với cái này liên tục, thì chúng ta hiểu cái mối nhân quả giữa ta với cái người này nó kết nối từ trong tiền kiếp cho tới bây giờ. Vậy chúng ta xử lý ra sao? Cho nên là lần trước sư cô cũng có ghi, mà bây giờ cũng giảng đi giảng lại hoài. Khi mình thấy cái nhân và cái quả này, thì mình nhớ đây là gieo nhân và đây là gặt quả. Và cái hiện tại ngày hôm nay đó, cái cách mà chúng ta đối phó với sự bất hạnh chúng ta là hãy xử lý nó. Cái cách chúng ta xử lý nó, cái cách chúng ta ứng xử nó là cái để chúng ta đó nặng thêm cái nghiệp hay chúng ta thoát ra. Nó đổ vào cái dòng nào? Nó đổ vào cái dòng chảy của con kênh nước đen, hay là nó nối kết một cái dòng nước trong sạch này đây? Nó chỉ có hai con đường đó, là khi chúng ta ứng xử, ta xử lý. Và khi chúng ta nhìn xuống cái con đường nhân quả, chúng ta nói là thôi ba biết rồi, đủ rồi con. Cái gì đọc trong cái hồi ký của ông Dương Hồng Sển, ông Dương Hồng Sển cũng nói: Bảo ơi, mày bất hiếu với ba nhiều lắm, và ba biết rằng ba cũng bất hiếu với ông nội mày cũng dữ lắm. Nhưng mà ông Dương Hồng Sển ông nhìn có một đời thôi. Nó nói hai cái thế hệ, cái đời hiện kiếp mình đã không có tròn cái chữ hiếu, và cũng trong cái hiện kiếp này con mình nó đối xử với mình chỉ có ngậm đắng nuốt cay thôi. À, cho nên mới thấy một đời, và trong cái hiện kiếp của cái đời hiện kiếp này mà thấy hai thế hệ đã nhận ra cái nhân quả nó trong cùng một cái hiện kiếp. Cái thế hệ mình đứng chính giữa, cha mình đây với này con mình đây, mình thấy rõ cái con đường nhân quả hiện kiếp. Nhưng mà đạo Phật chỉ chúng ta đó phải nhìn từ cái nhân quả từ xa xôi nữa kia, để thấy mà sám hối, để thấy mà ứng xử với những cái quả nghiệp của mình, thì đó là cái con đường mà chúng ta thoát khổ. Còn không, không có làm sao được cả. Chúng ta nhớ đạo Phật là trí tuệ, tất cả những cái gì đó đều có cái công thức của nó. Chúng ta hãy giải mã nó ra và chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của mình. Cũng như đây là một cái phòng thí nghiệm, đây là những cái công thức mà chúng ta phải vào trong cái phòng thí nghiệm này nè, chúng ta xử lý đúng thì chúng ta cho ra cái chất đúng. Thì khi tu hành á, chính thân mình và tâm mình là cái phòng thí nghiệm cho chính mình. Mình là một người hành giả, và phòng thí nghiệm của mình chính là hoạt động của tâm, và hoạt động của thân mình là cái phòng thí nghiệm để cho mình hành thiện. Và như vậy cái công việc của mình hàng ngày là gì? Lại cũng vẫn là tạo tác, cũng vẫn là tạo một cái nghiệp mới. Nhưng giờ đây đó, chúng ta duy tuệ thị nghiệp hàng ngày, chúng ta làm cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh. Bởi vì chúng ta là một con người trong cõi dục, khuynh hướng họ hưởng những cái hỷ lạc. Chúng ta người ta có, mình vẫn có, không có thiếu gì cả. Nhưng mà chúng ta tu tập ở chỗ nào? Chúng ta vẫn ăn mặc ở bệnh, nhưng chúng ta thấy khi nó ăn, cái tâm nó làm sao? Khi nó mặc, tâm nó làm sao? Khi nó
ở sinh hoạt nó làm sao, khi nó bệnh tật nó ra làm sao mà thấy. Thành ra sư cô cứ ứng dụng cái vị thiền sư mà dạy cho sư cô, khi bước vào trong cái thiền viện đó là cô làm bất cứ cái gì cô cũng phải thấy tới cái tâm của cô. Ông nói rất là ngắn, rất là đơn giản để mình tiếp thu rất là dễ dàng. Nhưng khi mình hành trì sâu, mình không ra khỏi cái công thức đó, không ra khỏi cái công thức đó. Thành ra nhìn xuống, thành ra cái khác của cái đời tu với cái đời thường đó, là đời thường ăn mặc ở bệnh để mà thọ hưởng nó trong cái hạnh phúc hoặc đau khổ. Nhưng mà cái đời tu đích thực đó, thì tất cả những gì mà ăn mặc ở bệnh đưa đến hạnh phúc và đau khổ nó, thì giờ đây không dừng lại chỗ hưởng thụ mà trông thấy nó. Thì thiểu hai cái khác nha chị. Chứ bây giờ mình có một cái thân người đấy thì mình phải ăn thôi, mình phải mặc thôi, mình phải sinh sống thôi, đâu có thể nào khác hơn. Hiện ra nó đâu có khác đâu, không thể nào nó khác được hết. Nhưng nó khác trong cái chỗ mình soi sáng. Và cái này là Vipassana, hiệp thê. Và cái này khi bất cứ chúng ta tái sanh trong cái cõi nào, chúng ta vẫn một công thức này mà soi lại, soi cho đến khi mà chúng ta đã thành Phật rồi, tức là cái độ sáng của chúng ta, cái chánh niệm nó trở thành là quỷ ban thường trực trong tâm chúng ta rồi, thì chúng ta thôi. Còn hiện tại bây giờ, xin trả lời, cái quỷ ban thường trực mà nó làm việc 24/24 trong cái đầu của chúng ta là mấy cái em mà nó siêng năng đây, tức là cái em tham, em sân, em si đây, nó siêng lắm, thấy không? Lâu lâu cho nó nghỉ việc nó vẫn buồn, không? Bởi vì chánh niệm xuất hiện là nó buồn lắm, nó rủ đi ăn đi nhậu nữa, cho nên chánh niệm mới nói thôi nghỉ mệt chút để cho nó làm việc tiếp. Cho nên chánh niệm không phải là quỷ ban thường trực của mình, mà lâu lâu nó ghé cái quỷ ban tham sân si này đó, để cho mấy này ra ngoài nó ngồi vô chút xíu thôi, rồi nó cũng đứng dậy nó đi. Khi nào mình hành trì mà mình thành tựu đó, là cái thường trực trong cái nội tâm của một cái vị Phật tại thế đó, là lúc nào cũng chánh niệm thôi. Chánh niệm nó trở thành là thường, hoạt động thường, cái gì cũng thấy, gì cũng kiểm soát. Thậm chí quý vị thấy không, Đức Phật ngồi một chỗ thế này mà có thể thấy hết trong 31 cõi. Nhưng mà Đức Phật thấy cái gì? Cái thấy này nó khác cái chỗ này. Đức Phật thấy cái chỗ này, Đức Phật thấy cái phần chủ yếu là thiện và thiện trí này. Để biết rằng cái ngày hôm nay đó, trên cái cõi trời cũng như là ở cái mặt đất này đây đó, ở trần thế này nè, tức là người đây, có cái người nào mà đủ cái phước duyên á để mà cắt đứt hết tất cả những cái xấu xa này đây, thì Đức Phật trợ giúp. Khác cái chỗ đó. Còn mình ngày nay nè, quý vị mình ngày nay nè, tại sao người ta nói rằng đi tu mà cầu an cầu siêu hoài á là nó không phải chánh pháp? Nó nói đúng. Tại sao vậy? Vì ngày nay đó mình chú tâm tới cái phần này, trong khi Đức Phật chú tâm này, Đức Phật thấy hết cái này, nhưng mà cái Đức Phật chú tâm là chú tâm ở này. Cho nên mình theo đạo Phật á, và ngay cả cái hiếu trong cái mùa Vu Lan này đó, mình hiếu với cha mẹ ở chỗ là làm thế nào đưa cha mẹ vào con đường sáng, đẩy mạnh của con đường sáng này, là cái báo hiếu lớn nhất. Thấy rõ chưa? Hướng tới về đây là lớn nhất, chứ không phải cầu dông dốt dông là chủ yếu. Tại vì nó lên rồi nhảy xuống cái đục. Đấy, quý vị thấy nó làm người chưa? Nó giết người đó. Ngay cả nó làm người nó có phước rồi, nó có ăn học rồi, nó có địa vị cao rồi, mà cái ác nó khủng khiếp nhất, cái ác của nó là ghê hồn nhất. Và nhìn thấy con đường đọa của nó là hải hồn nữa. Cho nên bây giờ mình dớt lên được á, đúng phải không? Nhưng nó tự ý nhảy xuống. Vì vậy mà Đức Phật dạy mình, khi mình báo hiếu với cha mẹ của mình á, thì cái phần mà để cho cha mẹ nương về cái tam bảo, đi con đường của trí tuệ sáng suốt, thì cái hiếu này mới chánh gốc là hiếu. Còn tất cả những cái phần này chỉ là nâng đỡ. Cho nên
lo cho cha mẹ đầy đủ cơm ăn áo mặc thuốc men tất cả để làm chi? Đây là cái phần dễ giúp nhất, dễ giúp nhất để cho những cái thứ đó nó không làm cho mẹ mình khổ. Thiếu ăn cũng là khổ, bệnh hoạn cũng là khổ. Thì bây giờ mình giúp cái phần đó dễ rồi, nhưng cái phần định hướng về tâm linh là quan trọng. Cũng như những lần trước sư cô với nói như quý vị rằng cái tài sản thuộc về tục đế là cần thiết, là cần thiết, nhưng nó không phải là cái cứu cánh mà mình hướng tới. Cái cứu cánh mình hướng tới là cái thánh sản của mình, đến đây là cái phương tiện, thì mình phải hướng vậy đó. Và chỉ có mình làm nhiều cái phước đấy, mình phải làm thiện nè, phước nè, rồi phải học trí văn, trí tư, trí tu, thì vậy nó mới đẩy mạnh lên. Và cái này là đích thực cái tài sản của mình, cho đến khi mà cái huệ nhãn ở đây nè, à, cái tâm thiện trí ở đây nè, cái tâm mà hành trì cái thiền ý thức và kiểm soát, tức là cái thiền vipassana, ý thức kiểm soát tất cả hoạt động thân tâm của mình trên con đường nhân quả, thấy rõ cái nhân quả từ trong cái đời thường cồn cộm cộm lên, nó nổi lên vậy, giống như cái hạt cát mà nó rơi vô con mắt mình mà mình không có biết rõ, không có lấy nó ra, thì bây giờ mình còn muốn gì khác không? Cho nên mình nhìn bằng cái con đường đó để mà mình soi thấu từ trong cái tánh tốt cũng như từ trong những cái tánh không tốt của mình á, mình thấy hai cái dòng nghiệp này nó chảy trong tâm. Và cái cá tính của mình, cái tập khí của mình chính là hai cái dòng chảy này. Và như vậy cái việc của mình là mỗi lần nó ló lên nó làm cái gì biết hết. Cũng như mình có con nhỏ, mình có cháu nhỏ, mình thấy nó lẩm đẩm đi ra sân, biết nó muốn gì rồi. Bởi vì cái đứa nhỏ này nó rất thích bẻ mấy cái quạt, thì họ nó lẩm đẩm ra là nó bẻ quạt. Nhiều lần mình thấy vậy thì mình biết nó rồi. Mình biết nó rồi thì mình nhìn nó, thấy bà ngoại lắc cái đầu vậy là nó đứng lại nó ngon. Rồi nó cười cầu tài, cái rồi nó mặt thì nhìn cầu tài mà cái chân thì lấn tới lấn tới cái chậu qua. Bây giờ ý tôi muốn lấy qua, tâm mình nó đi như vậy, thành nó mình cứ quan sát, mà thấy nó bắt đầu mà nó coi thường, nó giữ dằn cái mặt rồi nó ngó, nó cười cầu tài mình, chứ đằng sau là lén nó đưa hai cái tay ra phía sau nó bẻ qua. Và nói là không, thì trong tâm mình cũng sẽ nói với mình vậy, sai rồi nghe, sai rồi nghe, không có được nghĩ tiếp nha. Đó cũng như mình nói với đứa cháu mình không, bởi vì nó đứng như là đứng khó, là nó cười cười nhưng mà nó cứ lùi lùi hai cái tay nó làm sao, là biết là nó muốn bẻ cái bầu nhưng không muốn bà ngoại thấy, thì nó vẫn lùi ra, thì cái tâm mình nó cũng đi. Thì khi mình nói với cháu ngoại mình nói không, không đứng đó, thì nó không dám lùi nữa. Để cái hai cái tay lên trước, nó để hai tay trước, khoanh tay lại, thì tâm mình cũng không, chuyện này sai, chuyện này không đúng rồi, phải ngừng lại, giá nào cũng phải ngừng lại, yên lặng đó. Thì lúc đó mình muốn trì bài kinh cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn cái gì cũng được. Giống như mình biểu nó, khoanh tay lại cho bà ngoại coi, đứng yên đó, mạnh mẽ, mình nói một cách mạnh mẽ, một cách rõ ràng. Và chỉ có trí tuệ mới nói mạnh mẽ, nói rõ ràng, nói dứt khoát. Đó là cái phước báo thiện trí mà mình để dung trồng từ vô lượng kiếp, ngày hôm nay mình mới được làm người. Vì làm người mà mình đã có cái phước báo, mình nuôi dưỡng nó. Và cái đây, người thế gian gọi đây là lương tâm của con người. Đây là cái lương tri của con người. Và có cái chất liệu này, cái chất liệu thuộc về lương tâm, thuộc về lương tri này, nó mới là con người. Chứ còn kẻ bất lương, cái kẻ vô tri, thì cái kẻ đó không phải là con người. Cho nên khi chúng ta làm con người, chúng ta có cái điểm sáng. Điểm sáng đó là thiện trí trong tâm của mình. Cho nên chúng ta không có làm điều bất lương. Còn khi mình làm điều bất lương, không phải là con người, cho nên mình phải nói với chính mình không, sai rồi, không làm nữa. Bởi vì khi làm nữa đó,
nó có cái tài sản thuộc về tục sản, nhưng mà cái thánh sản này đây nó bị dùi lấp. Nói theo ngôn ngữ của văn chương là chúng ta đã bán linh hồn cho quỷ để mua những cái thứ mà nó thuộc về công danh sự nghiệp và tài sản này. Và biết bao nhiêu những cái con người đó có được đào tạo khoa bản trong trường lớp, được ra ăn trên ngồi trước người ta, cầm quyền bính trong tay, nhưng sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ. Và chuyện đó thế gian này nó nhan nhản, nó đầy ra hết. Chúng ta thấy họ đâu phải là người ngu dốt để đem cái quý nhất là cái lương tâm của mình, đúng không, để mà bán cho quỷ. Nhưng chính họ là người có cái phước trí thuộc về thế gian. Nhưng cái lòng tham của họ kinh khủng quá, cho nên họ dùng cái trí thế gian đó để mà họ bán linh hồn cho quỷ một cách tinh vi, để họ lấy cái tục sản này cực kỳ lớn lao. Và họ gọi là làm cho cái gọi là cái uy thế của họ càng ngày càng lớn, cái lực ma của họ càng ngày càng lớn, nhưng mà cái thánh sản nó càng ngày càng tơi tóp lại. Cho nên người ta nói người trí thức cũng ác. Đâu phải người dốt mê. Và trong cái tâm linh á, người dốt vì thiếu cái phước thuộc về trí thế gian, chứ người dốt có khi đó cái trí tuệ tâm linh người ta rất là cao. Cho nên ngày hôm nay đó, những cái phương tiện thông minh ngày hôm nay nó phá hủy những cái thành quách mà ở những cái nơi đó con người ta có phước báu mà không nhận ra. Cái phước báu của con người là gì? Thiên nhiên cỏ cây mà sống hồn nhiên hài hòa như thế nào mình cũng sống như thế đó. Tại vì phân nửa cái sự sống của cái xác thân là con người đây, nó là thiên nhiên mà. Mình cần không khí nhiều hơn thức ăn, mình cần nước uống nhiều hơn thức ăn. Và ngoài cái không khí và nước uống đó, mình còn cần có nắng nữa mà. Okay. Đủ thứ hết. Thì mình thấy rõ ràng là cái thân này được nuôi dưỡng đó, là nó hơn 50% nó phải hòa điệu với cái đẹp đẽ, cái tinh khiết nhất của thiên nhiên. Hai cái nó phải được phối hợp. Nếu vậy thấy người ở quê người ta được cái đó, rau cải chính người ta trồng người ta ăn. Khí, tất cả những không khí thiên nhiên ở đó, nắng gió thì ngày nào là hừng đông người ta đã ra đồng, ra ruộng, ra giường nó làm rồi, chứ đâu có mà hừng đông mà còn nằm trong cái phòng máy lạnh để mà mở cái iPad ra rồi đủ thứ cái những cái trò vui mà nó thuộc về cái gọi là cái trò vui ảo đó, nó chiếm lĩnh hết cái cuộc đời của người ta, và ta không còn hòa hợp với thiên nhiên nữa. Và vì vậy đó, trong cái mối quan hệ giữa người và thiên nhiên, cái mối quan hệ giữa người và con người với nhau nó cực kỳ lạnh lùng. Cho nên nhiều lần sư cô có giảng trong lớp này, sư cô nói nè, một cái người khi mà họ đói mà họ giết người, đói khổ mà họ giết người, một người vì tham lam mà giết người đó, thì những người này còn có nhiều cái hy vọng đó, họ thay đổi được. Nhưng một người đó mà bị nghiện, nghiện nó chia làm hai loại, nó nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện sắc dục vân vân, và cái người nghiện game, thì tất cả những cái nghiện kia nó cũng còn có cái cửa để thay đổi được. Nhưng mà cái nghiện game ấy, là 99.9% nó đóng cửa rồi. Tại sao vậy? Vì trong cái phần quế nhiễm này nè, nó đã nuôi dưỡng cái phần si này cực kỳ lớn lao. Cho nên cái ác nghiệp của nó đó là nó cực kỳ lạnh lùng, vì nó tách khỏi cái môi trường quan hệ giữa con người với con người, môi trường quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Nó chỉ sống trong cái ảo vọng, ngày ngày nó không cần cái ai đó, ăn nó cũng không cần. Khi đọc tin quý vị thấy là một cái em đó nó còn trẻ mà nó ngồi cho tới ngày thứ bảy thì hai con mắt của nó rớt ra, bởi vì cái thần kinh mắt của nó, những cái dây những
cái dây mà gọi là nó giống như gọi là gân nó trói đó, mà nó khô cho đến mức độ chết. Có ai bệnh như thế không? Mà nó có, nó tách rời đó mà, nó tách rời và nó lạnh lùng, nó vô cảm trong cái mối quan hệ giữa con người và con người, và cái mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Nó đắm mình nơi đây, dùng cái chữ đắm mình là chính xác. Bởi vì cái mê muội nó đưa đến sự đắm đuối và nó chìm xuống, nó đắm mình ở đây này. Và cái gì cũng có thể xảy ra, nhất là các cái sợ. Vậy đi bằng đâu? Đi bằng tâm. Tâm này nó si mê, nó dẫn chừng nào mới ra. Và khi được cái trí tuệ này ra, nó mới dẫn ra, thấy rõ chưa? Thấy rõ con đường nó đi chưa? Cho nên người ta sống ở cái thế gian này nè, không những người ta sinh ra đã sai khác, họ nhận cái sự tiếp nối với nhau sai khác, mà ngay cả trong cái hiện kiếp này nè, người ta tạo tác ra cũng sai khác. Sai khác đó, không giống nhau. Là mỗi một cái thế hệ cũng vậy, nó được hưởng cái phước này, nó mất cái phước kia. Sư cô cũng từng kể quý vị nghe nè. Hồi đó mình ở quê, nhà nào mà có cái kèn hát máy, quay dây thiều lên vậy, có mấy cái kim nó ngắn ngắn à, xài rồi thì phải đem mài mai nữa rồi gắn lên. Là cái nhà đó số 1 rồi đó, chứ làm sao mà biết cái tivi. Ngày nay thì cái thế hệ sau này nó lên tới cái điểm cao đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái thế hệ này nó không tu mà nó hưởng được cái quả phước của thần thông. Thành ra chỉ những người mà ta đích thực ta có phước báo mà ta hưởng được cái thần thông này đó, thì đó là chắc cánh cho người ta đi lên. Còn cái người nó không có phước báo á, mà nó hưởng được cái thần thông này đó, để nó đi thẳng xuống những cái cõi khổ đó, nhanh hơn. Do cái gì? Do mình sử dụng. Và khi mình sử dụng, mình dùng cái gì? Dùng cái tâm ý của mình. Và trong cái tâm ý của mình á, nó có cái phần mà cái lực của cái nghiệp của mình đó, nó là ma lực hay nó là hùng lực, thì hai cái này nó dẫn dắt mình. Thấy rõ chưa? Chứ vậy cái trách nhiệm của mình đối với lại cái đời sống của mình chính là chỗ mình phải nhìn ra cho rõ. Còn bây giờ mình sống để mình làm cái phần gì gọi là tốt đẹp cho mình, hãy làm. Trong khi mục đích của cái đời của chúng sinh ở thế gian này đó, thì hãy làm gì cho người thân yêu của mình vui lòng là đúng hạnh nhất. Tại sao vậy? Vì họ có vui, họ mới tử tế với mình mới vui được. Đó là cái ngu ở đời của mình, ở mãi trong cái thế gian là tự mình làm cho mình vui, không có muốn đâu. Ngã qua người ta, rồi người ta ngã lại mình, hiểu qua hiểu lại vậy đó, nó mới vui vẻ. Không phải vậy đâu. Cái mà đích thực mình giúp nhau trong cái đời này để nâng đỡ nhau đó, là bản thân mình đầu kia phải đưa những cái pháp thiện cái tốt mình đang làm, rồi mình đó là tốt cho những người khác cũng được hưởng cái tốt, nó nâng đời sống là nâng đỡ nhau trong cái thiện, chứ không phải đó là kết với nhau để thọ hưởng. Nhưng mình đó thường kết với nhau để thọ hưởng, và khi nào có cho nhau sự thọ hưởng thì sẵn sàng nâng lên. Nhưng mà nâng cái này á là nâng sự thọ hưởng, nhưng để thọ hưởng lên cái đỉnh rồi đó mới rơi xuống cái đáy. Còn con đường tu của mình, con đường tiến hóa đích thực của mình á, là mình nâng những cái phần tốt đẹp lên thôi, và không phải là để thọ hưởng. Bởi vì khi mình làm điều tốt đẹp đó thì những cái hỷ lạc thuộc về pháp thiện nó đủ để mình an vui. Còn tại sao mà cái pháp thế gian đó người ta phải kết với nhau để người ta nâng lên trong cái tầm thọ hưởng của người ta? Bởi vì chúng sanh nó thích sự hưởng thụ thuộc về dục lạc ở thế gian này, và sự hưởng thụ đó phải có kích thích khác nhau chỗ đó.
Còn cái người đi vào con đường tu, đi vào con đường thiện, là ta tìm tới cái hạnh phúc của sự bình an và sự sáng suốt. Đó là hai cái điều khác nhau giữa cái ranh giới đời và con đường đạo. Giữa cái con đường để mà đi vào đó là đắng cay, mặn ngọt chua cay gì cũng có hết á, và cái con đường chỉ là thuần cái sự mà gọi là nó gọi là thanh đạm đó, thì nó chính là con đường thiện, nó chỉ là thanh đạm thôi. Còn ở đây mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi đều có hết, cho nên đây là một cái lực quyến rũ trong đời, còn đây là cái lực của sự thanh tịnh. Con đường chọn của chúng ta, con đường nào tiến, con đường nào thoái, chúng ta thấy. Thôi, nghỉ ở đây.